chào mừng tất cả mọi người đang quay trở lại với kênh YouTube của Mang Minh Phúc nha. Thì hiện tại Phúc đang ở trong rừng. Thì hôm nay thì anh em đang ở trong rừng thì đi tìm những cái món ăn trong rừng như là bẫy chuột nè, rồi bẫy những con sóc nè, cực kỳ rất là khó luôn. Rừng này đúng là rừng sâu thiệt, nhưng mà về chuột sóc thì nó không bằng dưới ở làng mình. Thì hiện tại trời cũng đang mưa lâm râm, nên Phúc làm clip này thì trời mưa quá nên quay không được đủ sáng cho cả nhà mình xem. Thì bây giờ thì Phúc vừa mới hái xong lá này nè. Lá này lá trong rừng nha. Lá này rất là chua luôn. Nên Phúc với lại người ông anh của mình sẽ lấy những cái lá mà hồi nãy mình vừa mới hái xong á, thì sẽ làm với thịt chuột vừa mới dính bẫy. Thì hồi nãy đi bẫy thì Phúc chưa được quay về dính chuột. Tại vì chuột này á thì nó dính xong nó kéo đi cái bẫy á, đi rất là xa luôn. Nên tìm thấy thì giờ lấy về, chuột có nhỏ xíu à. Rồi sẽ làm những món này cho cả nhà mình cùng xem. Và hiện tại Phúc đang ở trong rừng nha. Mới bữa nay tự nhiên trời mưa quá, giờ anh em đang đi tìm mấy cái chỗ hang đá để núp qua ngày qua đêm nha. Tại vì bây giờ trời đang mưa. Thì lên trên này thì anh em cũng lấy một số đây nè. Đây là trái chuối nè, trái chuối này mình sẽ để bẫy sóc, bẫy chuột. Thì trên rừng núi thì chuột thích ăn nhất là trái chuối này nè. Nhưng mà hôm nay thường ở trên núi thì chuột với sóc là thích ăn nhất là chuối này nè. Nhưng mà hôm nay bị sao mà anh em để bẫy được có 2 ngày được dính 2 con chuột thôi. Và còn đây là những nước nhĩ từ trên núi. Anh em chúng tôi sẽ lấy nước này nấu ăn uống và sinh hoạt trong rừng núi này. Thưa tất cả mọi người, hiện giờ Phúc đang ở trong rừng núi nè. Tại vì mùa này là thường là đã hết mưa rồi, mà không biết sao mà trời bão gì đó mà hai anh em lên rừng thì không có tấm bạc, nên hiện tại chỉ trú tạm mấy cái hang đá thôi. Thì đi bẫy chuột á thì nghe ông anh mình nói nếu mà đi bẫy chuột mà mình quay phim ấy, thì chuột nó không trốn đâu. Thì chính vì vậy mà những lúc mà đi bẫy á thì Phúc đâu có quay được cho cả nhà mình xem đâu. Tại vì bẫy chuột mà mình bẫy mà mình quay phim là chuột nó không dính đâu. Nhưng mà Phúc không quay được. Khi dính rồi Phúc quay cho cả nhà mình cùng xem. Bây giờ Phúc đang hơi chuột nè. Thì tính ra là chuột trong rừng ít hơn với lại ở dưới quê mình. Trong rừng núi thì rừng sâu thiệt nhưng mà chuột ít quá. Và hôm nay Phúc sẽ làm những cái món này ăn trong rừng cho cả nhà mình cùng xem giải trí nha.